Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến và ủng hộ kênh Điện Gia Dụng Nhật Bản của Thanh Hóa trong thời gian qua ha. Mình là Thanh Hóa, năm nay 38 tuổi, mình thì chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha, có đồ xuất Nhật luôn. Quý khách nào có nhu cầu thì kết bạn hoặc là tìm hiểu hoặc là muốn nhắn gửi mua gì đó, quý khách có thể nói mình ha, để mình cố gắng đáp ứng nhu cầu quý khách ha. Và hôm nay mình xin test một cái em khoan ha, khoan này là khoan Nhật luôn, Hitachi ha. Đây mình đang sạc ha, và cam kết nha là máy móc nguyên zin nha, 100%. Em này hỏng ngày mình sạc sơ sơ để 4-5 ngày nay đó là pin không có tuột, bảo đảm đó. Tại mình bán mình test cũng hơi kỹ lắm. Đó, ok ha, là sang sạc nè, đây là bộ sạc của nó ha, pin, và đây là cái máy của nó ha. Này là nguyên zin nha, chưa mở một con ốc đó nha. Quý khách nào mà mua mở mà thấy con ốc nghe cái cạch mà chú mở ra rồi là cho máy luôn đó, miếng ốc đây nè, chưa bung nha, cam kết. Cái này là cái gì, cái hay mạnh lại á. Đây ha, dễ lắm, mình sạc mình kim điện là sạc ha. Đó, rút ra nó chớp, nếu mà giờ quý khách để ngược cũng không được ha, nó không cho vô, để xui gì nè. Đó, đúng của nó ha. À, cái này là mà chậm nè, tới đâu chậm là nó quấy hị 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 ha, này nhanh nè. Ờ, này là hai chỉnh nhiệt độ, chỉnh cái độ gì nè, độ nhạnh mạnh gì nè. Hiện giờ là khoan ve nè ha, đây là tới nè ha, ok luôn. Này là mở ra mới vô vậy đó ha, chỉnh tốc độ vậy đó rồi ha, nhanh chậm được ha, nhanh chậm ra vô được ha. Rồi em này mình bán giá mong muốn là 800k ha, rất là nặng nha quý khách, không phải như đồ Trung Quốc mình đâu nha, độ bền rất là cao, rất là nặng, chắc tầm 2-3 kg vậy đó. Nguyên bộ của em nó đây ha. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay chỗ tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.